Hôm nay làm cái bài mang tính là tổng ôn tập lại những cái chúng ta đã học nhé. Mặc dù đây là cái chương trình Python cơ bản. Tuy nhiên tôi trong quá trình nói tôi đã đưa ra những kiến thức mà nó sâu hơn một chút, còn nó đã không nằm ở trong cái chương trình của tin 10 hay không nằm trong sách giáo khoa. Đầu tiên chúng ta tổng kết lại về các cái kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản. Cơ bản của Python. Thì đây chúng ta có thể chia làm hai loại, một là các cái kiểu dữ liệu là lõi nhất nhé, là lõi cơ bản, hay có thể dùng là dữ liệu đơn, đó là kiểu dữ liệu là in này, người ta xét là loại in này, là số nguyên này, số thực này, rồi là bool này. Thật ra là cái string nó cũng nằm trong cái nhóm này. Tuy nhiên thì là các bạn biết là string là một dãy các cái tự, cho nên là có thể mà nào đó thì có thể hiểu là string là một cái lưu dữ liệu mà nó chứa nhiều dữ liệu khác. Tuy nhiên ở trong Python thì cái tự nó không là một dữ liệu, mặc dù là nó phân biệt cái khái niệm là ký tự và một sâu. Nôm na là ký tự là cái sâu mà có độ dài là một. Tuy nhiên thì người ta vẫn xếp string là kiểu dữ liệu đơn nhé. Các kiểu dữ liệu kiểu dữ liệu khác nhé, dữ liệu phức hợp khác hay người ta có ở trong bài thân còn có dùng một từ tên là nó gọi là dữ liệu thùng, là dữ liệu thùng, tức là dữ liệu mà nó thực sự nó chứa những cái đối tượng khác. Thì chúng ta đã biết rồi, đó là kiểu dữ liệu là list, là kiểu dữ liệu dãy hay là mảng, chúng ta đã biết nhé. Ngoài ra thì tôi đã từng nói là chúng ta đã từng nhắc đến những kiểu dữ liệu là tuple, nên là các cái dãy hằng, dãy ống, tức là kiểu dữ liệu tuple nó cũng giống như là list nhưng mà nó khác là nó không thay đổi được giá trị khi chúng ta tạo ra, là nó không thay đổi được. Thì người ta gọi đó là cái ở trong Python thì kiểu dữ liệu mà không thay đổi được giá trị thì người ta gọi là kiểu dữ liệu là bất biến. Và hai kiểu dữ liệu khác là mà chúng ta đã biết là kiểu dữ liệu tập hợp set và kiểu dữ liệu là từ điển là dict. Thì đây là những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta đã biết. Ở ngoài ra thật ra còn có một kiểu dữ liệu khác nữa mà các bạn không để ý thôi, là một số cái kiểu dữ liệu khác mà chúng ta không để ý, ví dụ như là chính là cái hàm range mà khi chúng ta đối với lệnh for, lệnh là for thì range chính là một kiểu dữ liệu đó. Thì đây là những cái dữ liệu mà ta đã dùng quen dùng hàng ngày rồi. Thì bây giờ tôi thì khi các cái kiểu dữ liệu ở trong kiểu dữ liệu là các cái đối tượng dữ liệu nhé. Đối tượng dữ liệu. Đối tượng dữ liệu. Trong Python thì người ta chia ra hai loại, một loại là gọi là bất biến. Không thay đổi giá trị, và hai là khải biến. Là không thay đổi được giá trị. Không thay đổi được giá trị, và thứ hai là thay đổi được giá trị. Thì cái dữ liệu mà bất biến thì mà bất biến thì chúng ta đã biết đấy, là bất biến là như này nhé. Bất biến này là kiểu dữ liệu không thay đổi giá trị, đó là kiểu dữ liệu là in này, kiểu dữ liệu là float này, số thực này, kiểu dữ liệu là bool này,
Đấy. Cái kiểu dữ liệu là string này, kiểu dữ liệu là range này, và kiểu dữ liệu là tuple. Đây là cái mà chúng ta cũng biết là nó không thay đổi được được giá trị, nhưng mà nó khả biến. Khả biến tức là nó thay đổi được giá trị của nó. Chỉ có kiểu là list, chúng ta đã học list là một trong cái dữ liệu chính trọng tâm của Python. Và kiểu dữ liệu là tập hợp set, và kiểu dữ liệu là dictionary là từ điển. Đó. Thì tôi tạm chia như vậy nhé để chúng ta hình dung. Bất biến đây là bất biến đây là bất biến về mặt giá trị. Đó. Thì bây giờ tôi nói là nhắc lại lần nữa chúng ta hình dung nhé. Như vậy là trong Python chúng ta chú ý là nó có hai cái từ hay là hai cái khái niệm là chúng ta phân biệt. Thứ nhất là cái khái niệm là đối tượng object. Object. Một cái đối tượng dữ liệu, một cái đối tượng. Và hai là cái khái niệm là giá trị. Giá trị đấy là value. Thì giá value là một thuộc tính của đối tượng. Là một thuộc tính của đối tượng dữ liệu. Đối tượng. Được chưa? Bây giờ lấy ví dụ nhé. Khi mà chúng ta ví dụ chúng ta tạo ra cái một cái lệnh là như này, sâu như là ABC. Được chưa? Thì khi đó thì bản thân cái ABC này nó là một cái đối tượng. Đối tượng kiểu STR. Nhưng vì nó là STR là kiểu đối tượng dữ liệu là bất biến, cho nên là cái ABC không được thay đổi. ABC ABC nó chính là cái giá trị, chính là cái giá trị của đối tượng đó, của cái đối tượng x gì đó, mà nó không được thay đổi vì sâu là cái đối tượng dạng là bất biến. Đó. Tôi nhắc lại một chút, khi chúng ta tạo ra một cái đối tượng là đặt cái lệnh là x bằng ABC thì trong máy tính nó làm như nào, thì ta đây nó rồi, mà tôi lại phần này là phần hơi nâng cao, tức là ở trong máy tính nó sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái đối tượng và nó cố định cái đối tượng này ở trong bộ nhớ không được thay đổi, một cái object. Ông này thì nó có rất nhiều các cái đối tượng này, nó có rất nhiều thuộc tính, mà cho nó có một cái thuộc tính là có một thuộc tính là value, thì cái value này nó cũng sẽ bằng là ABC đó. Và cái đối tượng này khi mà tạo ra trong bộ nhớ thì nó cố định, và cái x này là cái tên nó được trỏ vào đối tượng này. Vậy bản thân là trong bản thân thì khi mà mọi cái biến nó chẳng qua nó chỉ là con trỏ vào một cái đối tượng cố định ở trong bộ nhớ. Thì nếu mà đối tượng này mà làm bất biến thì giá trị này không được thay đổi, chúng ta tự tạo ra và không được thay đổi, nó sẽ như thế mãi không bị thay đổi thì không thay đổi được. Cái điều này là khác với hoàn toàn khác với Pascal và C. Trong Pascal và C thì là như này. Trong Pascal và C, nếu chúng ta coi làm cái ô nhớ là một đối tượng dữ liệu, thì ở trong Pascal và C thì mọi đối tượng đều có thể thay đổi được giá trị, còn ở trong Python thì không nha, đáng chú ý. Thế bây giờ tôi sẽ được kiếm ví dụ thứ hai là a, tôi cho a nó bằng một đối tượng là một cái khái niệm là một list là 1, 2, 5 chẳng hạn, thì cũng giống như trên thôi. Thì máy tính nó sẽ tạo ra ở trong bộ nhớ một cái đối tượng cố định, một cái object cố định, và object này là dạng là list, và nó có rất nhiều những cái thuộc tính, cho nó có một cái thuộc tính là value là giá trị, và value này cụ thể thì nó sẽ bằng là 1, 2, 5. Đấy, và cái a này nó trỏ vào cái đối tượng này thì giống như trên thôi, nhưng mà điểm khác biệt là gì, nhưng mà cái đối tượng của chúng ta đang xét đây là list, thì list nó lại là đối tượng là khả biến, cho nên cái giá trị này nó thay đổi được. Bây giờ tôi làm thực hiện cái lệnh là a ở pen 10 chẳng hạn,
thì nó sẽ lập tức là cái value này nó sẽ đổ trở thành đây là 10, và cái vị trí này vẫn vẫn đứng yên một chỗ, vẫn là cái đối tượng đó. Cái hôm trước tôi nói rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đấy, như vậy chúng ta tổng kết lại như thế, vì tôi cho bạn xem nhé. Xong lại cái phần đầu tiên là những cái tổng thể về khái niệm là đối tượng dữ liệu và cái thuộc tính là giá trị, phân biệt giữa hai cái đó nhé. Và tổng kết lại một số những kiểu dữ liệu mà chúng ta đã gặp ở trong chương trình. Thì đối với tin 10 thì chỉ có học là in này, học float này, học bool này, học string này. Current là có học, là chuyện current thì chúng ta chỉ học ở trong cái lệnh for thôi, chứ không tách ra thành một đối tượng. Và chúng ta học cái list. Đấy, nhưng còn ở trong cái tin 10 thì không học đến cái khái niệm là tuple, không học đến khái niệm là set, không học đến khái niệm là dict. Nhưng mà chúng ta, theo tôi giáo viên chúng ta nên biết. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta xem lại nhé. Đây, bây giờ khi tôi viết là x bằng 10 thì bằng 10, máy sẽ tạo ra một đối tượng ở trong trong bộ nhớ, có một đối tượng trong bộ nhớ là cứng cố định, đối tượng này có giá trị là 10, và đối tượng này là kiểu là in, là số nguyên, và vì cái kiểu dữ liệu nguyên là kiểu dữ liệu bất biến, cho nên là cái đối tượng này nó sẽ cố định, không bao giờ thay đổi, nó luôn là 10, và x thì là nó chọn vào đó. Thế bây giờ chúng ta có thể quan sát cái địa chỉ bộ nhớ là đây, chúng ta dùng cái này thì ta sẽ ra đây là cái bộ nhớ của cái đối tượng mà là 10 đó. Đấy. Thì đây cái 296912394702024 là cái địa chỉ vùng nhớ lưu cái đối tượng là 10 kia. X chỉ là con trỏ trỏ vào thôi nhé. Thì việc khi tôi viết là y bằng x gì? Này, cái x thì ở trong Python thì cái này là hoàn toàn khác với Pascal nhé. Thì là nó sẽ tạo ra một cái tên mới là y và cũng trỏ vào cùng một đối tượng là x. Như vậy là bây giờ là x y cùng trỏ vào cái đối tượng là 10 kia nhé. Đấy, khi mà tôi viết là y bằng khi tôi đang ở trên này nhé, tôi viết lại ở trên này, khi tôi viết là x thì bằng 10, tức là nó tạo ra một cái đối tượng ở trong bộ nhớ cố định, một cái object, và object này nó kiểu dữ liệu của nó lại nguyên, và cái value của nó value là 10, và do là cái đối tượng kiểu dữ liệu nguyên là kiểu dữ liệu là bất biến cho nên cái value này không bao giờ thay đổi, và x thì nó trở vào đó. Khi tôi viết là y bằng x gì thì máy tạo ra một cái biến mới là y và cũng chọn nó vào đây, cũng chọn nó vào đây, và x y là cùng chọn vào. Cái điều này là khác này hẳn so với Pascal, và sẽ để chúng ta kiểm tra nhé. Đây chúng ta kiểm tra, khi chúng ta gõ y x chúng ta kiểm tra cái vị trí bộ nhớ của cái đối tượng chọn vào đây, quả thấy nó sẽ cùng nhau. Cái này là trùng cái trên này, cái này trùng trên này, vậy suy ra là x y đang chọn vào cùng một bộ nhớ, cùng cái ô chỗ ô, cùng cái ô nhớ. Đấy. Cái ô nhớ đó là chính là cái gì, là cái đối tượng nguyên mà đang cho vào. Như vậy là ở trong Python thì cũng hiểu là mọi cái biến chính là cái một con trỏ trỏ vào, được chưa? Đấy. Thế bây giờ tôi làm một lệnh mới nhé, tôi làm một lệnh là y bằng 20. Đấy. Thay đổi tôi gắn tiếp y bằng 20, không không nhìn tôi không được, y bằng 20 thì sao? Khi tôi viết cái lệnh là y bằng 20 nhé, y bằng 20 thì cái đó máy lại tạo ra một cái đối tượng mới ở trong bộ nhớ có cái giá trị là 20, giá trị là 20, và y này nó sẽ trỏ vào đây, cái này không còn nữa, y trỏ vào thì x vẫn là cũ, x vẫn trỏ vào đây là cũ, y trỏ sang cái chữ mới, vậy cái id của y nó sẽ khác, id của x sẽ khác. Nhưng mà y là hai cái bây giờ x y trỏ vào hai cái đối tượng khác nhau. Đây, khi như thế này nhá, thì ta kiểm tra cái id của y là cái khác, nó sẽ khác, nó không phải là cũ nữa, nó thay đổi đúng không? Và bây giờ là chúng ta kiểm tra lại x y là nó cái x thì cái đây là cái lệnh mà chỉ mà kiểm tra là x y cũng có phải là hai cái tên chỉ vào cùng đối tượng không, thì là for, không phải, bây giờ x y là hai đối tượng khác nhau. Đấy, thì chúng ta hình dung được
Hình này. Bây giờ chúng ta làm với cái A, bây giờ chúng ta làm với cái A bằng 1, 2, 3 này. Ở trường này thì là A sẽ chọn vào cái đối tượng là một cái, là một cái dãy, một cái list ABC mà chúng ta kiểm tra cái ID của A. Của A là 29691598720000 nhá. Rồi. Khi bây giờ tôi biết là B bằng A thì B cũng chọn vào cùng một cái, cùng một cái, cùng vào một cái, cùng một cái đối tượng A, và cái ID của B nó vẫn cùng với cái A, cùng với cái A. Trường này trường là AB cùng trỏ vào một đối tượng là list, và các bạn thấy vì là cùng trỏ vào như vậy cho nên là B is A là nó sẽ là true, hai là cùng trỏ. Và khi AB cùng trỏ vào một đối tượng là list thì hiển nhiên là A sẽ bằng B về mặt giá trị. Cái lệnh này là chỉ ra cái hai này có giá trị bằng nhau hay không nhé. Thế chưa? Thế bây giờ tôi mới viết như này, tôi mới đây là a.pen 10. A tăng lên là đối tượng là 10. Nhưng vì A là gì? Nhưng vì A là kiểu dữ liệu là khả biến cho nên là A được quyền thay đổi dữ liệu, cho nên là giá trị của A thay đổi, nhưng mà đối tượng A trở vào vẫn như cũ, nhưng mà cái ID của A vẫn là cũ luôn. Cái ID của A là không thay đổi. Nó vẫn là cái này, nó vẫn là cái này. Và do đó cho nên là B cũng chọn vào đây, suy ra là B cũng thay đổi theo, B cũng thêm 10 vào. Đây là cái, được chưa? Đây là cái, các bạn chú ý nhé, đây cái chỗ mà nó rất đặc biệt. Đây là từ khi tôi nói nãy giờ là đều là những cái rất là sâu sắc hơn so với chương trình hiện tại. Các bạn cố gắng tìm hiểu cái này, cố gắng hiểu cái này thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Như vậy là hiểu được sâu hơn. Như vậy là gì? Như vậy là đây tôi vừa mới mô tả chỗ này nhé. Đây, chữ này. Khi mà tôi viết là A bằng 1, 2, 3 thì nó tạo ra một cái đối tượng ở trong bộ nhớ, cố định trong bộ nhớ. Đấy, một cái object và kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu là list, và value của nó, value là bằng là 1, 2, 3. Khi tôi viết là B bằng A, à đây là A nó sẽ trỏ vào đây. Khi tôi viết B bằng A thì nó tạo ra một cái tên mới B, nó cũng trỏ luôn vào đây. Như vậy khi suy ra là cái ID của B nó chỉ là bằng ID của A thôi, bằng ID của A. Chúng ta vừa mới xem lúc nãy rồi nhé. Bây giờ tôi viết cái lệnh là gì? Tôi viết cái lệnh là A.append 10. Thì vì A là vì A là khả biến cho nên máy tính sẽ thêm vào đây là 10 vào đây, mà là đối tượng này vẫn giữ nguyên không thay đổi, nó vẫn là 19 này, và B vẫn trỏ vào đây. Vậy từ đây suy ra là B cũng bằng, suy ra là B nó cũng bằng là vẫn bằng là 1, 2, 3, 10. Đấy. Thì B nó vẫn trỏ vào A, B nó vẫn không thay đổi, được chưa? Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Đây là những cái điểm rất là sâu sắc rồi đấy. Đây là B đây. Vì lúc B nó vẫn là B bằng đây. Được chưa? Thế bây giờ muốn chúng ta chú ý nhất như vậy là bây giờ tôi muốn là tạo ra một cái đối tượng mới là khác AB nhưng mà có giá trị bằng A. Thế làm thế nào? Thế tôi làm như sau. Tôi viết là C bằng A chấm copy. Thì C sẽ được tạo ra như sau, C sẽ tạo ra một đối tượng mới không phải là A nữa. Đây các bạn xem ID của C nó nằm ở khác, không phải là A của A là chỗ này nhé, A là cái này nhé, B là cái này, C là cái này. Như vậy là C là khác A rồi đấy, C khác A, chúng ta kiểm tra này, C is A là khác A. Tuy nhiên C nó cũng vẫn bằng A, nhưng mà là C nó vẫn bằng A. Đấy, để các bạn. Giá trị của C vẫn bằng A vì nó vẫn bằng cái này, vì chúng ta sẽ tạo ra cái lệnh này, tạo ra một cái bản sao của A về mặt giá trị, nhưng mà về mặt đối tượng là khác. Cho nên đây chính là cái lệnh mà chúng ta cần phải lưu, vì trong khi mà chúng ta lưu một cái biến ra ngoài đấy thì chúng ta sẽ lưu cái biến ra ngoài thì chúng ta cất đi. Thì như vậy khi mà chúng ta, mình quay đây nhé, đây
khi mà chúng ta giả sử đây là A nhé, đây là A nằm ở đây, đây A đây này, A là đây nhé. Bây giờ tôi viết là C bằng A copy, máy làm như nào? Máy sẽ lập tức như sau, máy sẽ tạo ra một cái đối tượng khác, không phải đối tượng trên, một đối tượng khác, một đối tượng khác, và cái đối tượng này có cái giá trị của nó, cái value của nó, máy sẽ sao chép cái đối tượng của từ A sang, vậy đó chính bằng là 1, 2, 5, 10 ở đây. Đấy. Và cái C này, C nó sẽ chọn vào đây. Đấy. Như vậy là máy tạo ra một đối tượng khác nhé, không phải đối tượng A trên, đối tượng khác, và nó lưu lại và cái giá trị của nó chính là bằng 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 A, A này, bằng A trên này. Thế vì tôi làm thao tác trên A thì A thay đổi nhưng C sẽ không thay đổi vì C tách ra bên này. Bây giờ tôi làm viết thêm lệnh mới nhé. À, viết thêm lệnh mới ví dụ như là A clear, xóa tất cả A đi. Thì lệnh này nó sẽ như sau. Lệnh này nó sẽ xóa tất cả A đây, nó sẽ xóa tất cả cái value này đi và ở đây cái value của nó mới nó sẽ bằng là rỗng như này và vẫn không thay đổi, vẫn ở đây. Và A trỏ vào đây, B cũng trỏ vào đây, B trỏ vào đây. Nhưng còn C nó không thay đổi, C nó nằm ở thế này nó không thay đổi. Đấy. Tôi kiểm tra nhé, đây ở chỗ này nhé, đây ở đây. Ở đây ở đây ở đây A vẫn là bằng A là trên nhé, A đây. A ID của A đây là cái địa chỉ của đối tượng A. ID của B nó vẫn là chỗ đó. Còn đi đi đi, đi C thì khác, đây đây C được. Bây giờ tôi xóa A này, A chấm kia A vẫn là chỗ đó nhưng mà giá trị của A thay đổi và B cũng thay đổi theo. C nó vẫn như cũ, C nó vẫn là 1, 2, 3, 10. Thì cái chỗ này là các bạn chú ý nhé, chỗ này là chỗ là tôi mô tả ở đây là thấy chúng ta thì như vậy là khi làm việc với các đối tượng làm bất biến như là số nguyên, số thực, sâu, bool thì là chúng ta chú ý, còn vẫn là có dữ liệu bất biến, còn dữ liệu nó với list là dữ liệu khả biến. Đấy. Nhưng mà tôi vừa trình bày một số những cái liên quan đối tượng dữ liệu và chúng ta phân biệt cái khái niệm là đối tượng dữ liệu và giá trị là những cái khác nhau và những cái khác nhau ở trong, và cái đây là những cái mà Python nó quản lý biến và tên biến khác hẳn so với cách quản lý của Pascal và C. Đấy, chú ý. Đối với Pascal và C thì mọi cái biến nó sẽ được đồng nhất với một cái ô nhớ. Đồng nhất với cái ô nhớ, cho nên là nó khác. Thằng này là cái biến chỉ là tên chỉ vào một cái ô vô nhớ. Và ai là cái khái niệm nào là quản lý các cái tên biến, đó chính là cái khái niệm là namespace. Anh sẽ nói là cái khái niệm namespace sẽ là quản lý. Thì ở trong Python thì toàn bộ cái bên ngoài chứ ngoài hành trình thì có một cái namespace chung, nó là namespace tổng thể, nó quản lý tất cả các biến biến tổng thể. Còn trong mỗi bậc hàm, trong mỗi cái hàm nó có một cái namespace riêng để quản lý tất cả các cái biến địa phương trong cái hàm. Như vậy là khái niệm biến địa phương và biến tổng thể là nó khác hẳn nhau, là như vậy. Biến tổng thể được quản lý bởi namespace tổng thể, biến địa phương quản lý bởi namespace địa phương. Do đó suy ra là các biến tổng thể không thể nào có tác động ở trong một cái hàm được. Chúng ta thấy là đối với Python thì biến tổng thể không có tác động ở trong hàm, chính là vì thế. Chính là nguyên nhân là gì? Là biến tổng thể được quản lý bởi namespace tổng thể và cái namespace tổng thể đó khác với namespace địa phương trong của một cái hàm. Vậy là hai bên là nó khác nhau, cho nên là ở trong hàm có thể đặt lại tên biến giống như bên ngoài hàm vô tư, không ảnh hưởng gì cả vì nó là hai cái namespace khác nhau. Ở trong một namespace thì chúng ta không được phép đặt hai cái tên biến là trùng nhau. Khi mà tôi viết đây khi mà tôi đây đây khi mà tôi tạo ra một cái biến nhé, đây máy tính đi, tạo ra một cái biến là t bằng 10 đi. Đấy. Thì máy sẽ tạo ra cái đưa cái t này vào 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 cái namespace chính và tạo ra một đối tượng là 10 và cái tên này là trỏ vào cái đối tượng 10 đó. Đấy. Bây giờ tôi viết tiếp, tôi bây giờ tôi làm tiếp, tôi viết lại là t
bằng 2. Thì tức là máy tạo ra một đối tượng mới là 2, đối tượng mới là 2, và tên này nó không tròn ở đây nữa mà nó tròn sang cái 2 này. Khi tròn sang cái 2 này thì bản thân cái đối tượng này trong bộ nhớ nó không còn ai nữa, nó sẽ tự động nó sẽ xóa đi. Đối tượng nó xóa đi. Đấy. Thì đó là cái cách quản lý. Quản lý nhé, quản lý. Và chúng ta có cái lệnh sau đây nhé, đây. Chúng ta nhớ lại chúng ta có cái lệnh là lệnh đen. Thì tên x thì bằng 10. X thì bằng 10 và y bằng cái x thì. Mà x và y là cùng tròn vào đối tượng là 10. Bây giờ tôi đen x thì tôi đen x thì nó không phải là xóa cái đối tượng 10 đâu, mà nó chỉ xóa cái tên x thì thôi, trong thoát thế thì trong bộ nhớ, và khi đó thì y nó vẫn tròn vào 10, y nó vẫn tròn vào 10 và đối tượng 10 vẫn còn nguyên, không thay đổi. Chỉ khi chúng ta đen y thì y là mất hết, và khi đó số 10 đó không có ai tròn vào nữa, số 10 nó tự động nó xóa đi, cái đối tượng người trong cái đối tượng dữ liệu 10 nó tự nó xóa đi đó, thì chúng ta hãy chú ý nhé. Đây là một vài cái điều mà tôi nhắc lại. Điều chúng ta tìm hiểu thêm cái lệnh nhà một cái nhắc lại một số cái lệnh nhà cái lệnh nhà if chúng ta biết rồi chúng nó rồi, nhưng mà ở trong Python thì nó thêm cái dạng như sau. Tức là khi một cái if nó lồng nhau ấy, lệnh if của nó nhất lệnh là theo mặc định là chúng ta nhớ lại cho các nó có hai cái dãy nhánh, cái if một cái điều kiện này, hai chấm này, xong các lệnh này. Còn nếu không thì else và hai chấm, sau đó là các lệnh hai, đây là các lệnh một nhé. Đấy. Thế đây là cái lệnh if mà nó có hai cái nhánh. Bây giờ tôi muốn là có ba cái nhánh thì làm thế nào? Thông thường là nếu mà trong chúng ta có thể viết như này, ở trong Pascal chúng ta viết là chúng ta viết là nếu có ba cái nhánh là if điều kiện một, đúng không nào, hai chấm, xong là các lệnh một, sau đó là else, xong bên trong là if lần nữa, if điều kiện hai hai chấm, xong là các lệnh hai sau đó là L ở bên trong này, ở bên trong này là cái L này là thẳng hàng ít này nhé, hai chấm xuống dòng, và đây là các lệnh ba. Thế đây là cái lệnh ít mà nó có ba cái dãy nhánh, anh chị. Khi ở trong Python nó có một cái cách viết như sau là if điều kiện một hai chấm, sau đó là các lệnh, tôi viết lệnh nhanh nhé, lệnh một, sau đó là không phải là L mà tôi biết là L if, đây là một từ khóa L if nhanh điều kiện hai đây là lệnh hai, và nó cho phép có thể L if nhiều tầng, L if có thể là rất nhiều lớp chồng vào nhau, đây là điều kiện thứ k, n chỉ một gì đó, đây là lệnh thứ n chỉ một. Xong ở cuối cùng thì kết thúc thì mới là cái else, như vậy nó cho phép là ở giữa cái else và if là nó có nhiều những cái lớp này, nó cho phép như này lồng vào nhau, mới có thêm nhiều cái từ khóa là else if như này. Đó là trong Python, chung là thì thực tế chúng ta rất hay dùng cái này vì viết này nó dài, lại viết thêm cái else xong if nữa, xong đó mới else đây nữa thì nó dài, vì ta lồng vào đây thì nó ngắn, cả cái hai gộp lại là một, cho chúng ta hai gộp lại là một. Thấy chưa? Lấy ví dụ như là cho xét cái hàm sau đây này, chúng ta xét một cái hàm là cái hàm như sau nhé, một cái hàm là như thế này, tôi lấy ví dụ xét một cái hàm như sau, tức là một cái hàm fx là như sau nhé, fx bằng như sau này, bằng không nếu mà x thì nhỏ hơn bằng không, và bằng bằng x nếu mà không nhỏ hơn, nhỏ hơn hẳn không, không nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn bằng một, và bằng một nếu mà x lớn hơn một. Đấy, tôi đếm được như vậy, tức là cái hàm tôi vẽ ra như này này,
Mẹ nói chuyện với mẹ là như thế này. Đấy. Là nó bằng 0, xong bằng x, xong bằng 1. Đây là 1 và 1. Chỗ này nó bằng x gì này. Cái hàm như này. Đấy thì chúng ta, như vậy chúng ta phải phân biệt là 3 trường hợp. X nhỏ hơn 0 thì sao? Mà từ 0 đến 1 thì sao? Mà lớn 1 thì sao? Thì chúng ta như vậy, nó 3 trường hợp dãy nhánh thì chúng ta sẽ phải lập hàm như sau nhé. Đây là def hàm fx. Đây, if nhé. If x mà nhỏ hơn 0 thì return không. Có là lx đấy, lx này nhé, lx vậy này coi. L là không else mà là lx luôn. Đúng rồi, nó cũng là một từ khóa, đúng không? Lx là x chỉ nhỏ hơn nó bằng 1 thì nhỏ hơn 1 thì return cuối cùng là else. Ngược lại, nếu x mà lớn 1 thì return 1. Đây là cái hàm này. Cái hàm này là cái hàm mà mô tả cái biểu thức này, cái định nghĩa này. Bạn nhớ như vậy, nó có thêm là if nhé, else if nó có thể là lồng nhau là nhiều lần. Đây là một cách viết rất là hay, rất là mở rộng của cái bởi vì là cái hiện nay là những ngôn ngữ mới là đều lại hỗ trợ cái else if này hết. Các bạn có xem những cái việc nó phát triển lên là viết cho nó nhanh. Vậy là cái đây là cái cách viết này trong trong bài thơ là như thế này. Đấy. Rồi, thế bây giờ tôi bây giờ chúng ta sẽ quay sang chúng ta tìm hiểu thêm kia về sâu và về dãy nhé. Và chúng ta sẽ làm một số các bài tập liên quan đến sâu và dãy nhé. Bây giờ dãy nhé. Thôi được, bây giờ tôi không thôi được, chúng ta cùng nhau làm xong bài tập cho nó hay nhé. Ví dụ như này, bây giờ chúng ta làm bài tập sau này. Bây giờ trước tiên đầu tiên chúng ta sẽ làm một số các cái bài tập mà để tôi xem, tôi sẽ chúng ta sẽ luyện lại một số bài tập liên quan đến nhập dữ liệu từ một file text nhé, từ một file text. Sau chúng ta sẽ từ một file text thì như thế này. Thì bây giờ chúng ta làm bài tập sau này, bài tập như này nhé. Đơn giản thôi, chúng ta làm đơn giản thôi. Bài tập 1 này, đây là bài tập để nhập dữ liệu nhé, bài tập liên quan nhập dữ liệu. Bài tập 1 này là nhập một cái dãy số thực từ bàn phím số lực từ tệp nhé, từ tệp có dạng là các số có dạng là một dòng các số cách nhau bởi số cách đó là bài tập 1 nhé. Ví dụ chúng ta sẽ nhập một cái dãy số có dạng như này, có dạng là một dãy số ví dụ như là 0 1.2 7.4, tôi lấy ví dụ như vậy a nhé. Đây là cái ví dụ 1 nhé, đơn giản. Sau đó yêu cầu là gì? Yêu cầu là tính tổng và giá trị trung bình của dãy trên. Đó là bài 1. Bài số 2 như sau. Bài số 2 là như sau. Chúng ta sẽ làm như sau là nhập một danh sách học sinh và điểm số của học sinh đó. Điểm số của học sinh. Sau đó là in ra danh sách học sinh cộng điểm. Sau đó là in ra
in ra cái học sinh có điểm cao nhất và thấp nhất. Thấp nhất. Được chưa? Ví dụ như này nhá. Chúng ta sẽ lập một cái tệp như thế này. Vị trí đầu tiên là số N, là số lượng học sinh trong lớp. Vị trí tiếp theo là tên học sinh và sau đó là dấu cách, sau đó là điểm học sinh. Ví dụ như là 7.2, ví dụ là Nguyễn Bình, có thể là nhiều tên nhé, Nguyễn Bình, sau đó là 8, sau đó là Vũ Thị Hoa 9. Ví dụ em tìm hiểu N3 thì như thế nhé, ta có thể nhiều hơn một kịp. Đấy, như vậy là dòng đầu tiên là số N, N dòng tiếp theo là tên của các học sinh, bên cạnh tên học sinh là điểm số. Và chúng ta sẽ phải nhập, đưa vào một danh sách học sinh, xong lại đưa vào cái điểm số và chúng ta sẽ phải in ra học sinh có điểm cao nhất, học sinh có điểm thấp nhất. Ví dụ với những người này thì in ra Vũ Thị Hoa điểm cao nhất và Hà điểm thấp nhất là 7.2 nhé. Rồi, làm hai bài đơn giản thôi để chúng ta hình dung thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau lập trình này. Thì đầu tiên bài 1 trước nhất chúng ta tạo ra cái tệp lần trước, cái tệp lần tập trên máy tính mà. Để chúng ta tạo ra cái tệp. Chúng ta lưu một cái này. Tôi tính là một cái số như vậy, như là 1, 7, này, 2, 7, rồi là 10, rồi là 15.8. Từ 1 có thể là số từ 1, rồi là 7, 7.5. Để như vậy, để như này nhé. Bây giờ tôi ghi nó ra. Chúng ta ghi ra cái thủ tục mà của chúng ta nhé. Vì sau những cái file mà chúng ta làm thì chúng tôi sẽ lưu lại và tôi gửi lại cho các bạn, cho lên nhóm của chúng ta. Đây là câu lạc bộ hè đây. Hôm nay là bài 12 đúng không? Đây là tôi ghi là dat1.in. À, tôi phải chọn nó là kiểu là plain text. Chúng ta tạo ra file plain text nhé. Thì mặc định của nó là txt, vì tôi xóa sử txt này bằng là in. Đây là cái file data 1. Tôi tạo luôn file data 2 để chúng ta cho nó dễ nhé. Tạo file data 2 gồm có, ví dụ tôi để là 5 người đi, 5 người nhé. Người đầu tiên là thẳng tên cho nó hay nhé, hai anh ta xử lý nhé, là 6.7, Nguyễn Lý cho nó hay hay một tí nhé, Nguyễn Hòa Bình nhé, Hòa Bình 50, Vũ Hoa 9.4, người thứ tư là Thử Võ Thị Quang, nhắn Quang là 7, người thứ năm là Kim. Ví dụ thời gian thứ Kim Quang Lục, Lục với cái điểm số là 9.3. Như vậy là đầu tiên là 5 người, là có 1, 2, 3, 4, 5 rồi. 5 người tôi ghi ra. Ghi ra cái file này. Còn cái file của chúng ta là kiểu plain text. Plain text nhé. Và đặt tên nó là data2.in. Chúng ta tạo ra hai cái tệp. Tệp thứ nhất là data in, là tệp này. Tệp thứ hai là data 2 nhé. Data 2. Và tôi làm hai bài. Bài 1, nhắc lại bài 1 đầu bài của chúng ta là nhập dữ liệu là một cái dãy số đó và tôi sẽ in ra dãy đó và in ra cái gì và in ra tổng và giá trị trung bình của dãy trên. Đấy. Được chưa? Này mà chúng ta làm nhé, để chúng ta làm bài 1 này. Bài 1 nhé. Ở đây là bài 1. Chúng ta nhé. Chúng ta tạo ra cái file ta là file input đây nhé. Cái file của chúng ta là data để cùng một thư mục cho nó dễ lắm, in để cùng một thư mục như này. Đấy. Bây giờ tôi tạo ra một cái đối tượng file f là open và chỉ mở thôi chứ chỉ biết là f là fi, cái này là được. Cái file đầu tiên này, cái file đầu tiên là cái file nó không có tiệt, chỉ cần viết là open fi là được. Còn chúng ta cũng đi đủ hơn, chúng ta viết này phải thế này r, nhưng r là mặc định
là không cần cũng được, nên để này cũng được, mà bỏ bỏ đi AR cũng được nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ đọc vào, đọc dữ liệu vào, đọc cái một dòng thôi rất là dễ. Chúng ta viết là S thì bằng F red, F red lại đây lệnh mình đọc nó một dòng thôi, ta đọc đọc. Và như vậy bây giờ là S là gì? S về là chính là cái show này, chính là cái show này mà bây giờ chúng ta xử lý. Đây thì chúng ta có thể xử lý một cách là bằng cách là làm cẩn thận, làm nhanh cũng được. Thì tôi mô tả bằng cả hai cách nhé. Bây giờ cách thứ nhất là cách xử lý chậm chậm theo từng lệnh một mà chúng ta đã học. Chúng ta viết là a bằng là s đưa vào cái a. Sau chúng ta với từng số hạng của a, vì đợt a mình là dạy các cái sâu, chúng ta sẽ chuyển sang số số thực for e in range của len a nhé. Và chúng ta biết là a e bằng float của a e mà bây giờ chúng ta sẽ print lệnh này để thử cho đúng hay sai không. In a ra trước này, chúng ta sẽ in ra cái trung bình nhé. Thì ở trong Python thì nó có sẵn những cái hàm đó rồi. Chúng ta có một bài hàm mà tính tổng, chúng ta biết là sum sum a, còn tính trung bình chúng ta biết là sum của a và chia cho len a, chúng ta trung bình như thế đấy. Vậy đây là trung bình. Tôi viết luôn lên đây nữa nhé, đây là đã nhập phải, còn đây là trung bình. Trung bình này bây giờ tôi ghi ra, thì là đây là bài 1 là nhập lệ số. Thử nhé. Đây chúng ta chỉ là một chấm kiểm tra, nên đây là đúng nhé, nên đây là 1.0 này, 2.7 này, 10.15.8 này, trừ 1.0 này, 7.5 đúng, tổng là 6.0 và trung bình là 6.0. Đây, như vậy là chính xác rồi. Đây, đó là cái bài nhập dãy số nhé. Thì đây là cái đoạn chương trình mà chúng ta bây giờ tôi sẽ gộp ba cái lệnh này là một, thì chúng ta có làm được không? Chúng ta hoàn toàn cho làm được thành một lệnh thôi, là dùng cái lệnh là gì, dùng cái lệnh gọi là lệnh tạo nhanh dãy. Chúng ta đã học cái này, cái dãy tạo nhanh này là không có ở trong chương trình đâu, nhưng mà các bạn cũng nên biết, và có thể nếu là xin giỏi chúng ta cho mình làm, xin làm ngay tại chỗ được. Làm như sau nhé, bây giờ cả hai này tôi sẽ khóa lại, tôi dùng lệnh thứ hai là lệnh tạo nhanh thành như sau này. Chúng ta nhớ lại một tí này, tôi dùng a bằng này, mình gọi là float này, float x for x in cái gì, s chấm split. Đây là lệnh thứ hai, cái lệnh này tôi đóng hóa lại nhé, tôi hóa lại như sau, tôi để lệnh này này, để cái này vào này, xóa toán hai nhé. Hai, chúng ta tạm thời khóa ba lệnh này lại mà chúng ta thay bằng lệnh này. Thì đây chỉ lệnh dùng một dòng thôi, là cho x chỉ chạy trên kia việc s split, là chúng ta sau chúng ta cho x chạy vào với x, và chúng ta đưa ra là dùng hàm float x và đưa tất cả vào trong một ngoặc vuông. Đó là lệnh tạo nhanh kia dãy a. Đây, bản chất kết quả như cũ thôi, để chạy thử nhé, kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Đấy, như chúng ta đây, chúng ta có hai phương án làm, chúng ta để đây để gọi cùng tham khảo. Thì khi chúng ta mới học ấy, thì chúng ta dùng cách này, nhưng mà khi đã quen rồi, thành thạo rồi, chúng ta có thể bỏ, chúng ta dùng ngay cái này. Đây là cách làm, là cách viết, là cách thứ hai này. Đây là cái viết nhanh nhất nhé, nhanh nhất là như này. Đây là dùng cái tính năng là tạo dãy nhanh nhé.
Rồi, thì đó là bài bài đầu tiên. Bây giờ chúng ta xử lý sang cái bài số 2. Bài số 2 này là như sau: từ dãy số là từ dữ liệu ban đầu thì nó gồm có là bức, là nó gồm có là cái dòng đầu tiên là chính là số n. Xong n dòng tiếp theo là mô tả, gồm có đầu tiên là tên học sinh, sau đó là điểm. Đấy, thì trước đây chúng ta xử lý phức tạp hơn. Chúng ta vẫn phải tách ra, nhưng mà chúng ta khi tách ra rồi thì chúng ta làm như sau: chúng ta cái phần tử cuối cùng của nó chính là điểm, còn phần tử phía trước chính là tên, chúng ta sẽ gộp lại thành tên. Rồi chúng ta làm như sau nhé, vì đơn giản chúng ta làm cái, chúng ta new và chúng ta tạo ra cái chương trình. Đây là bài 2 nhé, bài 2. Nhìn sao chúng ta vẫn dùng bài này, chúng ta quên một việc rất quan trọng là gì không? Khi chúng ta mà nhập xong rồi, chúng ta chưa đóng cái file lại như hay giờ đây, chúng ta chèn vào đây này. Ok, mà chúng ta dùng đây là f close mất đấy, dùng cũng không phải. Mà đọc xong dữ liệu rồi thì nên đóng lại cho nó an toàn cái tệp đó. Thì khi mà một người đang làm mà chưa đóng lại, người thứ hai mở ra là nó báo lỗi, quy trình nó báo lỗi. Nên là bao giờ cũng có lệnh là khi đọc xong hay là ghi xong thì chúng ta là đóng lại nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 2 đây. Bài 2 như thế này. Chúng ta sẽ nhập những thách học sinh này, điểm số này, còn một file này. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào một cái danh sách học sinh và đưa vào một cái dãy khác là điểm. Sau đó chúng ta tìm cái người có điểm cao nhất và tìm người có điểm nhất, chúng ta in ra. Đấy. Mình sẽ làm thử nhé, về cái bài này. Thì nghĩ một chút thôi. Đầu tiên người ta gọi FI là cái tên file của chúng ta là data2.in. Rồi. Tìm in. Mở file. Mà cái lệnh mở file này ta chú ý hơi khác một chút. Vì cái file này chúng ta là có tiếng Việt, cho nên sẽ phải thêm một cái điều kiện là FI và một cái định là order coding bằng UTF ngang 8. Khi mà chúng ta mở cái file rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lần đọc nhá. Đầu tiên đọc số n. Bài này có rất nhiều cách đọc file, nhưng mà tôi làm là cái đọc khác. Chúng ta đã biết n rồi, chúng ta làm rất nhanh, chúng ta sẽ chỉ cần đọc n là xong. Chúng ta viết là n này, n là lệnh đọc đầu tiên của f là gì, chính là in của f là read lại. Đây là lệnh đọc đầu tiên của f. Đọc xong người ta, vì nó là số nguyên, ta dùng lệnh hàm in, ta chuyển sang và dẫn cán ngay về n. Như vậy sau đến này là n, là n chính là bằng 5. Đây là 5. Sau đó chúng ta cần vòng lọc như này nữa, vòng lọc như này thì làm như sau nhé. Chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào hai tệp, một là tệp danh sách học sinh. Biết là học sinh nhé, viết được liên quan rỗng này. Sau đó tôi có một cái danh sách, có một cái bảng danh sách thứ hai là điểm. Một cái đọc hàng một tôi đưa vào cái điểm này. Cái học sinh này là dãy các tên học sinh trong lớp, còn cái điểm này là dãy các điểm. Và tôi đọc từ cái tệp này và tôi đưa học sinh và đưa điểm vào hai cái dãy là danh sách học sinh là một, hai là điểm. Đầu tiên tôi gắn chúng là rỗng và tôi xử lý. Như sau này tôi xử lý là tôi for cái lệnh này, chỉ lệnh đúng là cái lệnh for i in range đọc n lần thôi. I này không có nghĩa gì, i này không có nghĩa gì cả, nó chỉ đóng vai trò, nên vai trò là ta lọc n lần nhé. Rồi với mỗi lần là vậy, tôi làm như nào? Tôi cái biến s đọc dữ liệu trên cái dòng đó là chính là f. Ở đây lệnh này đọc một dòng đầu tiên rồi, và ở đây dòng đọc lần lượt dòng tiếp theo f read line. Đây là cái lệnh đọc dòng tiếp theo của f, và đọc khi đọc đúng n lần thì là xong.
Như bài này chúng ta sẽ quay khác một chút nhé, chỉ dùng mạch redline là xong. Đấy. Rồi sau khi xử lý này rồi thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ gọi a bằng, chúng ta sẽ a bằng s split được chưa, và chúng ta lấy ra phần tử là điểm, chúng ta đưa vào điểm trước, như vậy là điểm chúng ta sẽ giá trị là a phần tử cuối của a, chúng ta phải dùng cái hàng float, chúng ta đưa vào float của a len a, đây là phần tử cuối của a. Được rồi, bây giờ tôi muốn tính tên học sinh làm như nào. Tôi sẽ phải lấy cái phần đầu của A, phần đầu của A, và tôi dùng lại do tôi lấy ra. Nhưng lại tôi làm như sau nhé. Tôi lấy cái dùng cái họ tên, dùng biến họ tên cho nó hay thôi. Như sau, tôi sẽ join lại dùng lại join lại. Và cái join lại cái gì? Join lại vì A chính là cái dãy này, là cái dãy là gồm có là Bùi này, Việt này, Hà và sau chung năm. Tôi tách cái đuôi rồi, tách ra vào điểm rồi. Còn lại tôi phải lấy phần đầu này là chính là cái dãy con của A, bắt đầu từ vị trí 0 thì vị trí là len A là trừ 2. Đấy, như vậy sẽ làm như sau. Ở đây là join của A nhé. Bắt đầu từ đầu, đây vị trí là len A trừ 1, đây là trừ 2, nhưng mà tôi phải lên A trừ 1 vì nó là cái. Đấy. Đây là cái lệnh lấy ra cái phần đầu của dãy A, cái tắc phần tử của A. Đây, A là cái này nhé. Lấy là cái phần tử cuối của A là đây rồi, là chỗ này. Là tôi đưa vào điểm. Còn các phần tử đầu của A là đây, từ đây. Sau đó tôi nối lại, tôi join lại bằng lệnh join với cái tự nối là cái này, và đó chính là họ tên, và sau đó tôi đưa vào cái danh sách học sinh chấm tên. Vậy đây là tôi đã làm xong cái việc là nhập xong, và ở đây tôi trả lại cho chị cái này. Đây là F close. Bây giờ tôi sẽ làm như sau. Bây giờ tôi tính ra học sinh tính ra cái học sinh, cái địa chỉ, cái chỉ số của học sinh có điểm cao nhất và thấp nhất nhé. Yeah. Thì ở trong bài thân nó có sẵn cái hàm max, hàm min rồi. Thì tôi làm như sau này. Bây giờ tôi viết là, tôi gọi là ID1 là cái chỉ số của người cao nhất. Của trong dãy là như sau, là chỉ là điểm, hoặc là điểm mà gì? Là điểm chấm index của cái người mà là max điểm. Đấy. Lại nhé. Điểm là cái gì? Điểm là cái danh sách các cái điểm học sinh nhé. Thì cái max điểm là cái giá trị max của cái điểm đó. Tôi dùng hàm index, tôi chỉ ra cái chỉ số của cái giá trị max đó. Đấy. Tôi đặt tên là ID1, hay là tôi đặt tên là ID max, chẳng hạn, hay ID max. Rồi theo tôi làm số thứ hai, số cái vị trí của cái học sinh điểm thấp nhất. ID min bằng điểm chấm index của người là gì, là min điểm. Min là mấy hàm min, mà hàm max là những hàm có sẵn ở trong, ta không phải lập lại cái hàm này. Ở trong bài thân, khi mà dãy là dãy số, chúng ta được quyền có những hàm như là hàm sum, hàm max, hàm min. Anh dẫn dẫn lại một chút nhé. Ở trong dãy số thì chúng ta luôn có những cái hàm này. Với một cái dãy A là một cái dãy số nhé, dãy số thì chúng ta có cái hàm sum A là max, là tổng các phần tử của A, max của A là hàm có sẵn, và min A là hàm có sẵn, len A là độ dài của A. Đó là những cái hàm có sẵn đối với mọi dãy ở trong Python. Đấy, thì bây giờ chúng ta đây nhé, in max, bây giờ chúng ta in ra là dùng lệnh print học sinh có điểm cao nhất
là đấy, công nhận lại đi mắt đúng không, là trên là danh sách học sinh đi mắt đi đưa mắt đi đưa mắt và luôn điểm đây luôn điểm đi mắt đi mắt đóng lại. Và pin dòng thứ hai, học sinh có điểm nhất là chấm phụ trách học sinh IDM là chúng ta cái phần mềm mà cái phần mềm mà Win hay là chúng ta hãy ra đây nhé, ta chỉ việc dùng cái bi phím tiến xuống này, bóc xuống xuống enter là ra ngay, enter ra ngay, không không phải gọi lại từ đầu nữa, như thế nhé. Điểm điểm mở ngoặc này là ID trong máy ta tìm xuống luôn ID min đấy. Để chúng ta kiểm tra đúng sai nhé. Đây cái data 2 đây. Cái người cao nhất chính là Nguyễn Hòa Bình. Người thấp nhất là ai? Chính là Hà đây nhé. Cao nhất là Bình, thấp là Hà, kiểm tra bia ra phải ghi đây ta. Cái bài này bài thứ hai là bài này. Là danh sách học sinh. Danh nhé, bài số 2. Chạy thử nhá, những lỗi chúng ta lỗi đâu chúng ta xử luôn luôn là đó nhé. Đây là chạy thử. Đây là close rồi đúng không, close rồi chạy thử. Cao nhất này Nguyễn Hòa Bình này, thấp nhất này là Bùi Việt Hà này đấy, thấy không. Bây giờ sửa lại cho nó hay nhé, bây giờ sửa lại là cái lục đi nhé, lục tôi sửa lại là có 5 trên 3 thôi, ghi lại thì đa số nó phải ngược lại, nó sẽ là lục là người thấp nhất. Bình thì tôi sửa lại bình bình tôi sửa lại là một thôi. Thì như vậy với cái liệu mới này thì là Vũ Thị Hoa mới sẽ là mắc, còn Trương Quang Lục là thấp nhất. Chạy thử lại nhé, đây tôi chạy lại tập dãy số này, chạy thử lại đây. À, nhầm cái này nhé, đây. Cao nhất bây là Vũ Thị Hoa và thấp nhất là Trương Quang Lục. Bây giờ chính xác chưa? Đấy các bạn thấy là chúng ta làm một cái chương trình Python rất đơn giản thôi, không chương trình này có thấy là với chương trình đơn giản như này thì việc lập trình của nó là hoàn toàn là ngắn hơn rất nhiều lần so với lập trình trên Pascal và C, vẫn cái bài này mà rất là ngắn nhé. Chứ cái chuyện là tách tên thế này mà dùng trên Pascal và C mà tách tên ghép thế này là rất là phức tạp, nó không dễ, còn đây chúng ta làm là rất là ngon lành nhé. Đó, nhưng mà tôi vừa mới trình bày một chút để chúng ta có cái hình dung một số các bài tập để xử lý dữ liệu. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một bài tập nữa nhé, bài tập nữa liên quan đến dãy mà chúng ta có thể hình dung được nhé. Giờ chúng ta làm bài tập sau đây nhé. Hôm trước giờ trên nhóm ta có một số bạn hỏi tôi làm hỏi tôi cách làm một cái bài mà liên quan đến tính tính tối ưu. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả luôn cái bài đó luôn để cho các bạn xem nhé, lời giải như thế nào nhé. Thì hôm trước mà chúng ta có một cái bạn hỏi tôi cái bài như này ở trong lớp mình ấy, là cho trước một cái dãy số bất kỳ nhé. Cái bài tập như sau, tôi làm thử nhé. Bài tập nhé. Là cho một dãy số bất kỳ nhé, cho một cái dãy số. Cho số nguyên này cho dễ nhé. A này bằng này, ví dụ như là 1 này, 2 này, 2 này, 1 này, 1 này, 3, 5 này, 5 này, 5 này, 2 này, 4 này.
biệt đồ bài gì? Đồ bài là cần tìm ra một cái dãy con liên tục các số bằng nhau dài nhất. Đấy, ở trong cái bài này. Thì là tìm một dãy con liên tục, tìm một cái dãy con liên tục các số bằng nhau nhưng mà là dài nhất, mà lớn nhất, lớn nhất của dãy A nhé, của dãy A. Thì cái bài này nó tìm một dãy con liên tục gồm các số bằng nhau mà lớn nhất nhé. Thì lớn nhất đây là tính tối ưu rồi. Quan trọng nhất là tìm những con liên tục. Quan trọng là cái này, này vì nếu không liên tục thì rất là khó, liên tục thì là dễ nhé. Cái này là ok. Còn các số bằng nhau nó chỉ làm tính chất thôi. Thì chúng ta có thể làm bài này, chúng ta có thể làm tổng quát cho mọi trường hợp nhé, cho các trường hợp khác. Ví dụ như là tìm một bài này là tìm một cái dãy con liên tục đơn điệu tăng lớn nhất. Đơn điệu tăng lớn nhất. Lớn nhất của dãy A. Thì cái bài này cũng là một bài mà nó có giống bài trên. Chúng ta chỉ thay cái chữ đơn điệu tăng này là bằng các số bằng nhau này thôi. Vẫn vẫn là một cái dạng bài toán và cách làm nó là giống hệt nhau. Đấy. Hoặc chúng ta có thể sửa lại là một cái dạng khác là tìm một dãy con liên tục đơn điệu giảm chẳng hạn. Đơn điệu giảm lớn nhất của dãy A. Đấy, thì vẫn là cách làm nó là như một. Được chưa? Thế giờ tôi sẽ bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn cái bài này theo hai cách. Cách thứ nhất là cách làm tự nhiên và cách làm này nó không tối ưu nhưng mà là nó dễ hiểu và nó tự nhiên. Thế cách làm như sau này, chúng ta sẽ cách làm tự nhiên là như sau này. Cái gọi là thuật toán tự nhiên hay là cách làm tự nhiên, cái tư duy tự nhiên, cách làm tự nhiên nhé. Nhiên là chúng ta nhìn như sau. Bây giờ chúng ta tìm với mọi cặp y là y nhỏ hơn g rồi. Tôi kiểm tra xem cái dãy con SEG này, cái dãy con IEG đi, là cái dãy con từ A đến G, là AI cộng 1 AG, xem có phải là bằng nhau hay không. Bằng nhau chúng ta lưu cái đó lại và sau này ta sẽ nhớ lại cái vị trí đó. Không bằng nhau thì thôi. Đấy, chúng ta tìm với mọi mọi easy. Đấy, thì cách này là cách tự nhiên nhất và nó không tối ưu mà nhìn mà nó dễ hiểu. Tức là chúng ta sẽ dùng hai vòng lọc kiểm tra với y và g, kiểm tra đồng thời với y nhỏ hơn g, và ta kiểm tra xem là cái dãy con từ từ AI đến AG nó có phải là cái dãy con là các số bằng nhau hay không. Nếu có thì chúng ta lưu lại được chưa. Đây thì bây giờ tôi làm như này, tôi làm như sau nhé. Đây bây giờ tôi làm cái bài tập đó nhé. Bài này nó gần gần như cái bài thi học sinh giỏi ở cấp 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 trường, là cấp cấp trường hay cấp huyện, cấp tỉnh thì nó hơi hơi dễ quá nhé. Đây là các bạn này, đơn giản là một cái bài tập mà của Python nhưng mà làm trên tinh thần là để thi học sinh giỏi nhé. Thì như thế nào nhé, là tìm dãy con liên tục đại các số bằng nhau. Bằng nhau giả sử luôn như cái lưu như a nhé, a là bằng một này, hai, không, không ba số không, sau đó là một, sau đó là năm, sau đó là bảy, sau đó là bốn, một ba bốn bốn đi, đó là tám, sau đó là bốn như thế. Vậy này đáp số nó phải ra cái dãy này. Nhưng mà cái đáp số yêu cầu gì? Yêu cầu đầu bài là gì? Là chỉ ra cái em yêu cầu đầu bài là như sau. Yêu cầu cái bài này là chỉ ra cái dãy con đó, chỉ ra cụ thể cái dãy con đó luôn. Tức là yêu cầu của bài như sau. Yêu cầu của bài là chỉ ra như sau. Yêu cầu đầu ra, yêu cầu
output của bài này là như sau. Một là cái vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên của dãy con. Đầu tiên của dãy con cực đại. Dãy con cực đại cần tìm. Thực hiệu của đó là E max. Và hai là cái chiều dài của dãy đó. Chiều dài của dãy con. Chiều dài của dãy con đó. Thực hiệu là L max. Nhưng mà tôi đặt ra hai cái biến là I max và L max. Tôi cần tìm ra cái này. Và khi mà tôi chỉ ra rồi thì tôi sẽ chỉ ra để cần là cái vị trí đầu tiên thôi. Vị trí đầu tiên và cái độ dài của nó. Thì với cái bài này, với cái ví dụ này thì là vị trí của nó là mấy này? Đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là vị trí I max là 9. Còn độ dài là 4 nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Làm trên cái bài tính lĩnh này thôi nhé. Thế cái làm như sau nhé. Đầu tiên tôi làm là đặt tổng thể I max là chính là bằng 0. Vì là cái vị trí đầu tiên. Thì, trường hợp cái dãy con là nhỏ nhất là nó có độ dài là 1 gì. Thì tôi đặt là L max là dãy con L max. Độ dài của nó là từ len như thế này. Em hiểu không nhỉ? Len nhé. Len max. Ban đầu đặt là 1. Vậy nếu không 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 thay đổi thì I max chính là vị trí đầu tiên mà len max bằng 1. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi làm như sau, tôi mới for hai vòng lặp lồng nhau for I in for I in range. Thế là n bằng len a còn giữ lại nhiều quá nhé. Thứ ba là bài là tìm dãy con. Một cái ký nào đó nhé. Làm cho for i in range n n lọc ngoài là như thế, lọc trong là tôi sẽ tìm cái i trở đi. Tôi cho gì thì cho đây, tôi cho gì bằng i nhé. Tôi kiểm tra xem có dãy gì đó AI trên AG đó có phải là sẽ bằng nhau tổng đề 1 hay không? Đấy. Thì làm như sau này. Rất đơn giản thôi. Tôi tìm cái vòng lọc ở bên trong này và tôi tìm cái giá trị cái độ dài của dãy con lớn nhất bắt đầu từ I cho đến N mà là bằng nhau. Thấy chưa? Thì tôi ký hiệu cái độ dài đó là tôi ký hiệu là gì nhỉ? I là vị trí đầu tiên đây nhé. Tôi đặt thêm cái biến nữa. Tôi gọi là len. Len nhé. Len. Bằng 1 nhé. Bằng 1 bằng 0 nhỉ. Bằng 0 đi. Bằng 1. Như sau này. Được chưa? Nếu mà AG if mà cái AG mà vẫn bằng AI là khi đó AI bằng AI nhé. Cái dãy con là dãy con từ AI đến AG là vẫn là dãy đơn điệu tăng, vẫn là dãy bằng nhau. Nếu AI bằng AG tôi tăng lên column. Tôi lên lên một đơn vị. Đấy, cái này các bạn hơi một đơn vị. L ngược lại nhé, L này. L. Nhưng mà AG mà khác đi là dừng lại là không 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 thiện tiếp nữa.
và không thực hiện tiếp nữa, và tôi quay về lại vào vòng phòng này. Nhưng mà tới đây tôi sẽ kiểm tra xem dãy con ở bên trong, dãy con từ AI đã gì nó lớn hơn là cái dãy này không nhá. Đấy, kiểm tra này, nếu chỗ này là nếu như là len con này bên trong, nếu mà độ dài của nó còn lớn hơn len max, chúng ta tìm được một dãy con lớn hơn rồi nhé, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta gán len max bằng len là y max bằng y nhé. Sau đó chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ khi mà nó khác thì chúng ta dừng lại, chúng ta dừng lại để chúng ta thoát khỏi cái vòng, thoát khỏi cái vòng for thứ hai này nhé. Đấy. Thế thôi, và ở đây chúng ta lại quay về đây. Đấy, như vậy khi chúng ta thoát ra đây thì là vừa làm xong, thì chúng ta sẽ in ra đáp số nhé. Nhìn cái này nhé. Dãy con cực đại, dãy con bằng nhau cực đại nhé. Dãy con cực đại là đại là nhé, xong ra xuống dòng này, in ra hai thứ này, in ra hai cái, in ra là dài của dãy này, chiều dài là chính là landmark và in ra cái chỉ số đầu tiên. Chỉ số đầu tiên luôn, đầu tiên hai chấm là a của y max. Y max phẩy chỉ số là số rằng tại chỉ số làm luôn tại chỉ số như sau. Tại chỉ số hai chấm y max là nhé. Các bạn cùng tôi cho nhỏ lần để các bạn có thể ghi bằng tay ra trên giấy nhé. Đây, nhé. Kết quả của chúng ta là thế này. Là tên đặt Emax bằng 0 và chỉ số đầu tiên là landmark, đây chính là cái hai cái mà tôi đang cần. Một là cái chỉ số vị trí phần tử, chỉ số đầu tiên của dãy con cực đại, hai là landmark là độ dài cực đại. Thì ban đầu là chỉ số là vị trí là 0 và giá trị là độ dài là 1. Như sau, chúng ta làm đây là làm cách làm theo thuật toán đơn giản, gọi thuật toán trâu bò, chưa phải tối ưu. Đích chúng ta là chúng ta tìm tất cả các cặp y là mà kiểm tra cái cặp y đó, cái y nhỏ hơn bằng gì, và xem là cái dãy con AI là gì, có thỏa mãn những đồ bài không. Đây, for y bằng range n chạy từ 0 đến n trừ 1. Thì cũng là như vậy, chúng ta đặt cái len car là cái độ dài hiện tại của cái dãy con mắc hiện tại, được gọi là dãy con đơn điệu cực đại, à tức là dãy con độ dài là dãy con Ừ, ta đang chị tìm hỏi đấy, là mà 0. à, cái khóa học nghị quyết là trường mình là tháng 8 hả? Được chưa? Sau đó thì chúng ta cho G chạy từ Y cho đến cuối giấy, và ta kiểm tra khi nếu mà AG mà bằng AI thì chúng ta tăng lên K lên K lần lên một đơn vị. Đấy.
Và nếu mà else, nếu mà AG là khác IIE thì có quá trình tìm kiếm sẽ dừng lại. Nhưng trước khi kết thúc, trước khi lệnh break thì chúng ta kiểm tra xem có landmark nó có lớn hơn landmark không. Nếu lớn hơn landmark thì chúng ta sẽ đặt landmark bằng landcar và imax bằng y. Đấy. Mình ta kiểm tra cái bài bài trên nhé, xem có đúng không nhé, chạy thử này. Chúng ta có thể làm từ một cái này, chỗ này là bị lỗi. Chỗ này chúng ta chỗ này là imax này. Imax phần tử đầu tiên là giá trị là như này. Đại chỉ số này. Đấy. Và cái landmark là cái này. Chạy thử nha. Đây, phần tử dạy con là 4 này. Chiều dài là 4 này. Phần tử đầu tiên là 4. Tại vị trí 9, chỉ số 9. Chính xác rồi, bây giờ sửa lại cho hay nhé. Bây giờ sửa lại là như này, cho nó dạng, cho nó khác đi một chút nhé. Chiều dài tôi muốn nó tăng lên, chiều dài không phải là 4. Chiều dài của tôi là 4, 4. Và chiều dài của nó phải là 6 nhé. Bắt đầu từ 9. Để kiểm tra xem có đúng không nhé. Đây, tôi chạy thử cho nó. Chiều dài nó sẽ là 6. Là 6. Phần tử đầu tiên là 4, đấy, chỉ số 9. Đấy. Vậy chúng ta làm có lẽ là chính xác. Tôi thử làm cái vấn khác từ xem như A đi nhé. A bằng 1, 1, 1, 1, 1, 1. Đáp số đó là 4. Max là 4 và y max bằng 0. Nhé, chị kiểm tra này. Chiều dài là... Không, chiều dài là 1 là nào nhỉ? Phần tử đầu tiên là 1 tại vị trí 0. Chiều dài này bị sai mất rồi. Hạn chế dài là một là nhỉ? Len for y nó vẫn phải là đấy nhỉ? Len mà về bài chúng ta hơi bị sai nhé, để tôi kiểm tra một chút, tại vì tôi debug một chút nhé, đây là để hai chúng ta vẫn đúng không? Chiều dài vẫn là một. Y. Lạ nhỉ, ở trên này vẫn đúng, ở dưới này là bị sai. Đây, cũng theo một chút nhé. Ở đây thì vẫn chữ dài là 6 đúng. Ở đây nó lại bị sai. À. Bạn đợi tôi một chút, tôi kiểm tra một chút nhé. Đây là không. Vẫn bị sai. À, nhưng mà chúng ta nó sai chỗ nào đó, tôi chưa tìm được cái vị trí sai nó hay ở đâu nhé. Đầu tiên là sao lại không nhỉ? Sai quá, cái này là sai quá này này, hay là tôi kiểm tra nhé. Thì phải đóng lại này. Chiều dài sẽ lại một, phần tử đầu tiên sẽ lại không, tại chỉ số không thôi nào. Là như vậy là đây nó không lên được, nó vẫn là không ở đây nhé. Một này. Ý tưởng của toán này là đơn giản mà, để tôi kiểm tra một chút xem lại. Emacs mà trên thì làm nó đúng ngay, cái mà dưới này lại bị sai. Ai bạn nào cùng tìm với tôi xem là sai chỗ nào nhé. Đây nhé, là đây này. Đầu tiên cho y chạy từ 0 đến n trừ 1, đúng rồi nhé. Thì với mỗi y như vậy chúng ta sẽ phải tìm g. G chạy từ y trở đi thì đúng rồi nhé. Việc kiểm tra nếu AG mà bằng bằng thì lên tăng lên cho biết nó phải là một. Sau đó lại chúng ta không tính rồi, sẽ là lần thứ hai. Nếu bằng thì lại tăng nữa. Chỉ nó khi mà nó khác, khi nó không bằng thì mình sang đây thì mình kiểm tra cái len này. Và lên lên mắc thì tôi gán ở đây. Đây cái y mắc này là cái chỉ số phần tử đầu tiên, đây là y. Lý quá nhỉ, sao lại sai đấy.
Bạn đợi tôi một chút nhé. Tôi phải đi bắt một chút chương trình người ta và kiểm tra xem nó sai ở đâu nhé. Thầy ơi, khi mà AI không bằng AI thì cái nền current của thầy chưa khởi động lại ạ. Thì sao? Khác cái gì? Đúng rồi, khi mà cái nó khác thì là khi nó khác thì chúng ta cái lệnh này nó sẽ dừng lại, và lệnh for nó sẽ dừng lại, và trước khi dừng thì chúng ta sẽ kiểm tra đây, kiểm tra như này, mà chỉ ghi lại cái thay đổi lại cái landmark. Nếu mà cái landmark này nhỏ hơn landmark thì chúng ta mới dám thay thôi. Để tôi một chút nhé, bây giờ tôi sẽ phải ở đây tôi sẽ phải in ra để tôi kiểm tra. Đây, để đây một chút thôi, tôi sẽ in ra ở đây là cái landmark ở đây. Nhưng mà kiểm tra landmark này tôi print ra đây, đây là động tác, đây động tác gọi là đi đi bắt in đây. Tôi in ra tôi in ra cái landmark ở đây, tức là chỉ in ra ở đây nếu mà chúng ta tìm được một cái số nó lớn hơn. Không, tôi hỏi này ở đây chứ, ở đây tôi print print cái imax và cái landmark. Như vậy là mỗi lần nó tăng lên thì chúng ta ra ở đây kiểm tra với thằng này nhé, tại sao nó như thế, kiểm tra với cái dãy nhỏ hơn này là dãy dãy sai này. Như vậy nó không hề tăng lần nào hết, nó vẫn như cũ. Như vậy chỗ này là nó không xảy ra, như vậy chỗ này nó không xảy ra, như vậy là lỗi ở đâu đó. Nhưng mà chỗ này là không hề in ra nhé. Bây giờ tôi kiểm tra ở trên nhé. Đây tôi đóng, tôi đóng cái này lại. Tôi kiểm tra trên. Nó phải in ra rất là nhiều thì mới đúng nhé. Để in ra một loạt này. 1, 2 này, 3, 3 này. 9, 6 này. 1. Mình tăng lên là tại vị trí 1. Là 1 đây này. Là 2 đây này. Đúng không nào? Đấy, sau đó là 3. 3 là vị trí số 3. 1, 0, 1, 2, 3 đây là 3 này. Tăng lên này. Đấy, tìm cái mới này. Sau đó đến 6. Đấy, vậy là ở trên này là trên này hoàn toàn đúng. Những gì này không sao nó bị sai. Thì đầu tiên nó phải là 1 này. Sau đó là 1 đây không tăng. Nhưng mà đến 4 này nó phải có. Sao không thấy cái số 4 này nhỉ? Kiểm tra lại nhé. Nó không thấy. Vẫn là 1. Bây giờ tôi kiểm tra này xong. Đây là 2. Nó sẽ in ra, phải in ra nên là 1, 2 đúng rồi. 1, 2 và chiều dài là 2. Đầu tiên là 2. Thì như vậy cái số 1 này là nó. Số 1 này nó bỏ qua hoàn toàn luôn. Bạn nào. Để thêm một chút nhé. Thế đây là chuẩn rồi nhé. Bây giờ tôi thử kiểm tra đây thêm một cái nữa nhé. Không phải không phải không. Như vậy nó phải tăng lên lần nữa. Nó in ra là 33. Vẫn in ra đây là số 0, tại chỉ số 3. Sang đây thì nó lại không không in nữa. Như vậy là ở cuối là nó. Như vậy là ở cuối dãy là nó không tính. Giả sử tôi hiểu đây là cái số là 9, nó sẽ ăn. Rồi, vì tôi hiểu rồi. Một như vậy là nó không làm được ở vị trí cuối. Đúng rồi, tại vì như vậy là cái dãy cuối là nó không làm được, thì tôi tìm lỗi rồi. Thì tôi sửa như sau nhé. Như vậy là G ở đây này. G chạy từ Y đến N trừ 1. AI bằng đúng rồi như sau nhé. Đây 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 tôi quên mất một chỗ này, như sau này. Khi mà hết cái vòng for này, khi hết cái vòng for này luôn luôn bằng, khi chạy hết vòng for luôn bằng thì chỗ đèn nó không nó không chạy. Đấy, cho nên là nó không ra kết quả. Bây giờ tôi sẽ phải làm thêm một lệnh nữa ở chỗ này, sau lệnh for này này, hết lệnh for này thì đang ở chỗ này ở đây. Tôi sẽ phải làm thêm một lệnh nữa ở đây.
Như vậy tôi sẽ phải làm như sau, tôi sẽ phải copy cái lệnh này này, copy cái lệnh này xuống này. Đấy, đúng rồi, tôi tìm ra cái lỗi rồi. Copy cái này và đặt ngang hàng lệnh for ở chỗ này. Đấy, nguy hiểm thế. Đây, anh sẽ enter. Nên bây giờ sửa lại này, bây giờ sửa lại này. Có cái lỗi rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. 1, 2, 3, 4. Mình có 2 chữ kiểm tra. Rồi. Lại tìm được rồi. Bây giờ đúng hoàn toàn rồi. Như vậy nên dẫn chúng ta mà nó nằm ở cuối thì không xong rồi. Tôi sửa lại cái này nhé. Đây tôi sửa lại cái bài này nó chỉ là bị như này. 1, 1, 1, 1 nó phải ra là 4. Hãy thử nhé. 4. Đây. Bây giờ hoàn toàn đúng cho các bạn ạ. Nhé. Đấy, như vậy tôi vừa mới làm cái bài rất đơn giản thôi mà đây vẫn là chỉ là cách chưa phải tối ưu nhé. Rất là tiếc là vì chúng ta không có thời gian nữa, nhưng mà đây là một cái bài mà các bạn hỏi trong trong nhóm, là một cái bài tương đối hay, mặc dù đơn giản thì hay. Thì cái bài này có rất nhiều cách giải, thì đây là cách giải mà nó gọi là dùng cái giải tôi đã làm trên màn hình này, là cách giải là dùng cái phương án, là dùng cái thuật toán, dùng cái tư duy châu bò, tư duy là tự nhiên, và thuật toán của nó là không nhanh. Tuy nhiên thì các bạn về nhà các bạn tìm hiểu nhé, và nếu có thời gian tôi sẽ viết lại cho các bạn lời giải nhanh. Thì nó luôn luôn này, đây là cái giải không nhanh. Vì sao? Vì chúng ta vẫn vẫn cần hai vòng lặp for ở đây, cho nên theo cái ngôn ngữ của thuật toán ấy, thì cái bài này là bài vẫn có thời gian chạy là n bình phương, gọi là, hay là dùng là ô n bình phương. Thì cái này là nếu mà các bạn mà từng dạy học sinh giỏi, các bạn có thể hiểu hơn được. Nhưng mà theo tôi biết là cho giờ phút này là toàn bộ giáo viên dạy tin học, ngay cả những người dạy đội tuyển cũng vậy, không hề có cái tư duy về, không có cái khái niệm về đối với tập thuật toán, và gần như là dạy theo kiểu là mò, dạy theo kiểu là bài tập như này thì dạy, làm như này thì hay, chứ không có cái đó phân tích được. Đây thì chúng ta sẽ phải, sắp tới các giáo viên mà dạy tin học ấy, chúng ta phải học những cái kiến thức mới về khái niệm thuật toán, tư duy thuật toán và độ phức tạp thuật toán, thì nó mới là cái hoàn chỉnh của cái phần là đưa kiến thức học máy tính vào trong trong nhà trường đó. Thì tôi nói luôn nhé, ở trong cái tin học tin 10 chỉ là học lập trình cơ bản thôi, sang tin 11 là bắt đầu học đến khái niệm thuật toán và bắt đầu học đến độ phức tạp thuật toán. Khi đó chúng ta bắt đầu học sâu hơn về phân tích thuật toán. Ví dụ cái bài này, đây là một cái bài rất điển hình của lớp 11 đây. Thì bài này chúng ta sẽ phải phân tích được, bài này là cái bài mà có độ phức tạp thuật toán là ON bình phương hay là bậc N bình phương, cho nên nó chỉ thật là tối ưu. Thì cái bài này mà dập về nhà cho các bạn, là nếu ai mà muốn học sâu về thuật toán ấy, các bạn có thể mua cuốn sách của tôi vừa tôi có viết cuốn sách là nhập môn thuật toán, là cuốn sách đó là tôi muốn để truyền đạt cho giáo viên biết trước những kiến thức mà chúng ta sẽ học trong sang năm nữa. Lớp 11, lớp 12 là học về thuật toán, sâu về thuật toán. Đấy, thì cuốn sách mà tôi viết ấy, là cuốn sách mà mô tả về cái thuật toán, và những giáo viên mà dạy tin học bình thường nhé, chứ không phải là dạy học sinh giỏi. Dạy học sinh giỏi thì càng phải biết. Thì cái bài này là cái bài mà chúng ta có một lời giải tốt nhất, là lời giải với độ phức tạp thuật toán là ON, là độ phức tạp tuyến tính. Nhất thì cái độ phức tạp đó, cái lời giải đó thì các bạn có thể về nhà tìm hiểu thêm, hoặc có điều kiện thì tôi sẽ giải cho các bạn, tôi cứ gửi lời giải đi cho các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể tìm trong cuốn sách của tôi, trong cuốn sách như môn thuật toán thì tôi có giải cái bài toán đó, nhưng mà tôi giải cái bài toán đó với cái trường hợp này, với cái trường hợp là tìm một dãy con liên tục đơn điệu tăng cực đại của dãy A. Cả ba bài này là đều giống nhau nhé, đều thuật toán là như nhau nhé. Bài 1 là tìm một dãy con đơn điệu lớn nhất cùng có số bằng nhau, là bài mà các bạn vừa hỏi. Bài số 2 tìm dãy con đơn điệu tăng là lớn nhất, và bài thứ 3 là tìm dãy con liên tục đơn điệu giảm lớn nhất. Thậm chí nó có thể nó mở rộng nhiều nữa, tìm một dãy con các liên tục các số dương, không cần các số là dương lớn nhất, tìm dãy con liên tục các số âm lớn nhất, hay tìm dãy con các số liên tục các số lẻ lớn nhất, tìm dãy con các số chẵn lớn nhất. Thì tất cả các bài đó đều là chung một cái đề bài, mà chung một thuật toán. Thì cái thuật toán tôi yêu chính là thuật toán là phải có độ phức tạp là n thôi,
ON thôi. Còn cái bài các bạn đã nhìn trên màn hình là cái bài của độ phức tạp phân toán ON bình phương. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì tôi không có thời gian nữa, thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái lớp khác hoặc là trong chương trình khác. Thì cái lớp này của chúng ta thì tôi vẫn giữ lại y nguyên cái nhóm này, và tôi sẽ gửi lên nhóm cho các bạn là tất cả các video này từ xưa này này, tất cả các cái bài mẫu này, cái bài mẫu các file PDF này, và tất cả các cái file ảnh mà tôi đã ghi vào đây này, tôi ghi vào đây tất cả cái file này, file ảnh này, tôi hiện hết và tôi gửi cho các bạn hết nhé, các bạn có thể tra cứu thêm nhé. Có ai qua hỏi câu hỏi gì không nhỉ? Nhé, có ai hỏi gì không thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Em chào thầy ạ. Chào các bạn. Có gì các bạn cứ thắc mắc, các bạn cứ hỏi em lên nhóm nhé. Thầy ơi, khi nào thầy mở lớp nâng cao thầy? Mở lớp nâng cao là cái gì? Chứ các bạn có muốn tôi lại mở lại các lớp và dạy về thuật toán không? Có thầy. Tức là nâng cao về về cái chương trình tin 10 thì theo tôi nâng cao nó có hai dạng nâng cao. Một dạng là nâng cao là học sâu hơn về 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 ngôn ngữ lập trình Python. Đấy, sâu hơn. Thì rất cũng khá phức tạp, và loại thứ hai là học về thuật toán. Đấy, thì thuật toán nó chỉ liên quan đến sâu, liên quan đến dãy thôi là chính. Thì nó không sâu về 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 ngôn ngữ lập trình Python nhưng mà nó sâu về về thuật toán. Thì đấy là một trong hai hướng, thì các bạn thích, các bạn muốn đi. Thì tôi sẽ mở mà lớp đó tùy các bạn nhé, các bạn thích làm thì chúng tôi giờ thì tôi mở thôi, tôi thường làm cứ đông giáo viên có yêu cầu là tôi mở thôi, mở dạy cho nó vui. Nhưng mà đấy, thì hoặc bây giờ các bạn theo tôi, các bạn trước mắt các bạn nên 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 tìm mua cái cuốn sách mà tôi đã viết đấy, mua cuốn sách là nhập môn thuật toán đấy, thì cuốn đó là tôi mô tả tất cả các thuật toán cơ bản mà sẽ được chúng ta sẽ phải dạy trong lớp 11 và lớp 12, còn mở rộng hơn một chút. Và cái cuốn là Python lập trình thuật toán là cuốn mà tôi đã trình bày lại cái gọi là cái cài đặt của tất cả các thuật toán ở trên Python, thì các bạn có thể cùng quan sát nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, cái phần này tôi sẽ gửi lên nhóm sau nhé. Dạ chào thầy. Cái này các bạn có hiểu không? Cái file cái gì này có hiểu không? Hai xe nóng hai bưởi một qua lạnh. Vậy khi nào thầy mở thì thông báo đăng ký học. Ok, mình sẽ thông báo lên nhóm nhé. Chào thầy. Chào mọi người nhé.